Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là 6 điều, 6 điểm mà người đàn ông sẽ chết mê chết mệt một người phụ nữ nào đó. Các bạn rất là muốn biết bí mật của người đàn ông, xem là họ thích gì ở người đàn bà đúng không? Thì tôi cam đoan với các bạn rằng 6 cái mục, 6 cái đề tài mà tôi đưa cho các bạn trong ngày hôm nay sẽ là cái điều chân thật nhất của một người đàn ông hướng đến một người phụ nữ bạn nhé. Cái điểm đầu tiên đó chính là cái vẻ bề ngoài của một người phụ nữ. Người ta vẫn cho rằng cái tính cách tốt sẽ là cái điều mà quan trọng cho cái việc mà họ kết hôn. Cái điều đó không sai, nhưng mà trước khi họ kết hôn á, là họ phải thích nhau trước đã. Mà cái điều gì khiến họ thích nhau là bởi vì bên ngoài họ có những cái điểm tương đồng về sắc vóc, thì họ mới bắt đầu có thời gian để tìm hiểu. Cho dù nét của bạn có đẹp bao nhiêu đi nữa, mà bạn có cái ngoại hình không đẹp mắt, không có ưa nhìn, thì người đàn ông á, người ta sẽ thường bị cái yếu tố sắc dục hạ gục hàng đầu. Cho dù bạn đẹp mà người ta phải tiếp xúc với bạn, người ta mới thấy được vẻ đẹp của bạn, thì nó sẽ không cuốn hút người ta bằng cái vẻ đẹp của một ai đó đập vào mắt của họ, đúng không nào? Chính vào cái thời điểm giây phút đầu tiên gọi là tiếng sét ai tình, thì cái đẹp nó đè bẹp cái nết. Cái nết lúc này không có quan trọng, mà người ta phải thích nhau đã. Người ta thích nhau, người ta mến nhau, người ta nói chuyện rồi người ta mới tìm hiểu. Còn đã không thích thì làm sao mà người ta có thời gian để tìm hiểu cái nết của bạn nó đẹp như thế nào, đúng không nào? Bởi vậy là cái lợi thế của một người phụ nữ có cái dáng vẻ bề ngoài bắt mắt, ưa nhìn, có duyên, dễ gần, hoặc là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, thì là những cái lợi thế mà khiến cho người đàn ông nhìn vào bạn. Những cái vẻ đẹp trên cơ thể, vòng nào ra vòng đó, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, thì sẽ làm cho người ta bị kích thích, người ta muốn làm quen, người ta muốn tiếp cận. Còn những người phụ nữ vòng bụng to bằng vòng mông, hoặc là ba vòng như một, như là cây cột đình, thì rất là khó làm cho người ta có thể thích mình được. Mình phải đáng yêu người ta mới yêu mình, chứ không phải là mình tròn to béo trùng trục như cái cối chày là người ta thích đâu. Thế nên là những người phụ nữ phải chú ý cái vẻ bề ngoài của mình nhé. Đừng có để cho đầu tóc rù xù rồi rũ rượi, mặt mày thì thất sắc. Nói là em thích cái vẻ đẹp tự nhiên. Trời đất ơi, người ta đẹp tự nhiên không phải tự nhiên mà đẹp đâu. Người ta cũng phải trang điểm một cách nhẹ nhàng, một cách làm cho người đàn ông đừng có nhìn thấy mặt mình là cảm giác như mình mới bị bệnh, sống nhận. Không nên. Đôi khi có một chút nước hoa, một chút son phấn, một chút kẻ mày thôi, nó làm cho thần sắc của bạn tươi sáng, làm cho người đối diện có cảm giác vui tươi. Thì đây là cái điều mà phụ nữ cần phải chú ý đến nhé. Cái điều thứ hai mà làm cho người đàn ông bị thu hút đó là gì? Đó là cách nói chuyện, giọng nói, giọng hát, cách nói, cách biểu cảm khi mà nói chuyện. Người phụ nữ đó nói chuyện có duyên chẳng hạn, nói chuyện rất là thu hút, rất là lôi cuốn, làm cho người đàn ông đối diện muốn nghe này. Đương nhiên là cái người mà có khả năng phản ứng với ngôn ngữ tốt thì là cái người lanh, thông minh, nên là thường xuyên đạt được những cái mong muốn khi mà làm cho người ở bên cạnh mình có cái sự gắn kết và muốn gần gũi mình nhiều hơn trong cái cách giao tiếp. Cái điểm thứ ba mà làm cho người đàn ông cảm thấy thú vị và chú ý nhiều đến một người đàn bà đó là gì? Là tài năng và tài lẻ của một người phụ nữ tạo nên một sự khác biệt so với nhiều cô gái. Ví dụ như là người phụ nữ đã biết nấu ăn đi ha, mà nói đến cái vấn đề biết nấu ăn thì đa phần chúng ta sẽ cho rằng người mà nấu ăn ngon, nấu ăn giỏi thì lại là cái người mà không kiếm ra tiền. Người mà kiếm ra tiền thì lại không biết nấu ăn. Vậy thì làm sao mà mình có thể vừa tìm được người phụ nữ vừa biết nấu ăn mà vừa kiếm ra tiền? Đó chính là lấy ngay cái cô đầu bếp. Cô đầu bếp, cô làm bếp trưởng, cô vừa đi nấu ăn mà cô được người ta mướn đi nấu ăn thì cô phải làm ra tiền, đúng không nào? Có phải là một công đôi cái chuyện không? Nhưng mà rất là khó. Và phải nói thật ra là cũng có những người không cần thiết phải là đầu bếp, người ta vẫn biết nấu ăn. Thế nên là cái tài lẻ như là cắm hoa,
người biết trang trí, hoặc có những người người ta thích chăm sóc người khác nữa các bạn. Người ta biết massage này, hoặc là người ta biết trang trí nhà cửa, biết thêu thùa may vá, biết múa hát, hoặc là biết đánh đàn. Thì đây cũng là những cái tài lẻ của một người phụ nữ các bạn nhé. Những cái điều như vậy nó sẽ thu hút được người đàn ông, cũng là 4-5 người phụ nữ người ta quen. Nhưng mà có một số cái cô gái mà người ta đang trong cái giai đoạn tìm hiểu để mà tiến xa hơn và muốn kết hôn, hoặc là người đàn ông đó sẽ chú ý hơn, thì người phụ nữ đó phải nổi trội hơn những người phụ nữ khác ở một số điểm nào đó. Và cái tài năng và tài lẻ sẽ là một trong những cái điểm mà khiến người đàn ông thú vị đến bà, chú ý đến bà. Cái điều thứ tư mà người đàn ông sẽ cảm thấy rất là bị cuốn hút khi mà bất cứ một người phụ nữ nào có được, đó chính là cái sự thú vị, cái suy nghĩ tích cực, kỹ năng sống linh hoạt, không có cứng nhắc, không có sách vở. Một người phụ nữ mà thú vị thì họ luôn luôn đưa mình vào một cái thế sống an toàn, vui vẻ, linh hoạt. Họ không có làm cho không gian, thời gian và tất cả mọi thứ xung quanh họ nó trở nên cứng đờ. Người ta sẽ nghĩ ra những cái cách để mà làm cho cuộc sống của họ tăng cái cảm giác tận hưởng cuộc sống. Họ khám phá, họ tìm hiểu, họ tự nâng cao những cái vấn đề kiến thức của bản thân còn hạn hẹp. Họ không phải là một người phụ nữ đứng ở một góc độ để mà cứng nhắc, để mà ép người khác phải nghe theo mình. Người phụ nữ đó không có tiêu cực, người phụ nữ đó không hành xử một cách kiểu dạng như là cực đoan. Thế nên là ở một người phụ nữ linh hoạt như vậy ấy, thì nếu mà cùng sống với một người đàn ông trong những cái tình huống người đàn ông có lỗi lầm, thì người phụ nữ đó cũng sẽ linh hoạt, cũng nhạy bén, cũng dễ dàng thích ứng, thay đổi và chuyển hóa được khi mà người bạn đời của họ có những vấn đề gọi là những cái sóng gió trong hôn nhân, hoặc là những cái biến cố trong cuộc sống. Đây là những cái điều mà khiến cho người đàn ông thu hút và chú ý đến một cái cô phụ nữ nào đó. Một cái điểm nữa, gọi là cái điểm thứ năm mà người đàn ông thú vị, thích thú, say mê và luôn luôn nghĩ đến cái người đàn bà đó là gì? Hài hước này, một người phụ nữ vui vẻ, tươi sáng, không có mang một cái bộ mặt hãm tài, không có đa nghi, không có bắt bẻ, không có kiểu dạng như là chấp trước. Có nghĩa là một người hay để ý tủn mủn, rồi người keo kiệt, hoặc là người mà luôn luôn nhìn về mọi phía với một cặp mắt đa nghi, đầy huyễn hoặc, luôn luôn nhìn cái sự việc nó trở nên tiêu cực, một cái màu ảm đạm. Một người phụ nữ tươi sáng, hài hước, vui vẻ thì lúc nào cũng tạo được tiếng cười nè, lúc nào cũng đem đến cho người ta một cái không gian nhẹ nhàng, nó rộn ràng, vui, và ai cũng thích cái niềm vui hết. Không ai thích mà mình chơi với cái đứa mà nó hay nói những cái lời độc địa. Không thích cái đứa nào gọi là thối mồm, hoặc là cái đứa nào mà hay nói những cái lời tiêu cực, hoặc là một cái đứa mà nó suy nghĩ luôn luôn là nó sẽ gặp xui trong tương lai, hoặc là những cái kiểu cách mà dạng sống theo cái chiều hướng đi xuống đó. Với lại những cái người như vậy nó rất là dễ bị giới hạn về tầm nhìn. Đây là những cái điều mà những phụ huynh, cha mẹ có con trai hay là con gái cũng nên hướng mình đến cái việc mà mình nên nhận thức có những cái điều như thế này để tìm cho mình một người bạn gái hoặc là lấy vợ. Khi mà lấy một người phụ nữ, các bạn phải nghiên cứu tìm hiểu cho thật kỹ vì cái mảnh đất đó nó có màu mỡ hay không. Khi mà quăng một hạt giống xuống vào một cái mảnh đất mà không có được chuẩn bị tốt, một mảnh đất không tơi xốp, thì làm sao cây hạt giống của bạn được sinh sôi nảy nở một cách tốt đẹp, tốt tươi được, làm sao phát triển được? Thế nên là người phụ nữ cũng giống như mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ, mảnh đất càng tốt bao nhiêu, mảnh đất càng phong phú bao nhiêu, thì cái hạt mầm, cái cây giống càng được nuôi dưỡng, trưởng thành tốt đẹp bấy nhiêu. Phụ nữ cũng là như vậy, cái tâm lượng phải lớn, tâm lượng phải đẹp, phải bao dung, phải yêu thương, phải nhìn đời một cách tươi vui và hạnh phúc như vậy, thì người ta mới ở bên cạnh bạn và muốn gắn bó mãi mãi với bạn được. Còn cái điểm thứ sáu cũng là điểm cuối cùng mà khiến cho một người đàn ông thích bạn, đây cũng là một cái bí mật mà tôi thấy rằng người đàn ông nào cũng chú trọng hết. Và cái việc này á, thì có những người trước khi kết hôn thì họ đã làm rồi, họ đã thực hiện rồi,
nhưng mà có những người thì không. Đó chính là cái kỹ năng về giường chiếu. Một người phụ nữ có cái khả năng am hiểu về tình dục, tức là họ hiểu đúng về chính dâm trong hôn nhân. Có một số người phụ nữ bị hạn chế về mặt kiến thức như thế này, bởi vì không được mẹ dạy này, hoặc là bản thân họ cho rằng gần gũi với chồng chỉ để là có con thôi, hoặc là bản thân họ không thích cái chuyện tình dục, hoặc bản thân họ có một số các bệnh về lãnh cảm, họ sẽ chọn cái cách nằm im như thóc, bất động như một xác chết, thì làm cho đàn ông không thích. Người đàn ông thì thích một người phụ nữ đức hạnh làm vợ, nhưng mà không có một người đàn ông nào mà lại không thích một người phụ nữ dâm đãng với chính anh ta trên cái giường và khi anh ta là chồng, đúng không? Các bạn tin đi, hỏi đàn ông, không có người đàn ông nào mà không thích vợ mình dâm dục với mình, đó, chỉ với anh ta thôi, đó. Còn với những người phụ nữ mà không có kiến thức về tình dục thì lại trở nên nhàm chán, chán ngắt trong mắt đàn ông, chẳng làm cho người đàn ông thăng hoa, chẳng làm cho người đàn ông vui sướng gì hết. Thì có những cái chuyện ngoại tình vì sao? Vì đàn ông thiếu cái họ cần, họ thèm muốn cái điều đó không có được thì họ mới đi ăn vụng. Người ta ăn no, người ta đầy đủ thì không có ai đi ngoại tình. Thế nên là người phụ nữ khi bước vào hôn nhân mà không hiểu rõ vấn đề này, tức là các bạn đã khuyết đi 50% trong cái việc mà giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tại vì nếu mà bạn không có trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức về tình dục trong hôn nhân thì bạn bước vào hôn nhân bạn sẽ không hiểu và bạn sẽ không làm tốt và cũng như là không thể tận hưởng được những giây phút thăng hoa như vậy. Cái điều đó là sự thiệt thòi cho bạn. Và trái lại cũng sẽ làm cho bạn bất hạnh đa đoan trong những cái cuộc tình sau nếu bạn không trang bị và hiểu nó một cách đúng đắn nhất bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Thông qua 6 điểm mà tôi đề cập đến thì các bạn cũng đã hiểu được là người đàn ông sẽ mê người đàn bà như thế nào và làm sao để chúng ta có thể có được một người chồng tốt đẹp. Các bạn sẽ nghĩ rằng rất là khó để có một người phụ nữ như thế này đúng không? Các bạn đừng có nghĩ như vậy. Có những người phụ nữ như vậy trong cuộc sống này. Bây giờ chẳng lẽ tôi nói thẳng tôi nè, tôi là người phụ nữ như vậy nè. Tôi không có phải là 100% được như thế, nhưng mà ở một mức độ nào đó tôi cũng là một người như phụ nữ như vậy. Và các bạn cũng là như vậy nữa. Chẳng qua là các bạn không có tự tin, các bạn không nhìn nhận thôi. Có rất là nhiều người có những cái yếu tố như thế này. Có nhiều người đàn ông nghe video này nói là làm sao mà tìm được người phụ nữ đó. Rất là nhiều, nhưng mà do những người đàn ông không có để ý, không có tìm đúng cái kiểu người mình muốn mà đã lao vào kết hôn vì cái sắc đẹp. Nếu mà bạn chọn một người phụ nữ thật đẹp đó, thì bạn sẽ xem họ như một đóa hoa, một cái bình bông để trưng. Với một người phụ nữ nhan sắc vừa phải thôi, ok thôi, là tạm được rồi. Mình có cái sự lựa chọn, mình cân nhắc, mình nhìn hài hòa về gia đình, tổng thể, học thức, học vấn, rồi tiền tài, danh vọng, địa vị, cha mẹ, con cái, mình nhìn xung quanh hết. Mà người phụ nữ đó hoặc người đàn ông đó khoảng 8 điểm thì bạn có thể chọn đối tượng đó làm bạn đời được rồi. Còn 20% kia là do các bạn về sống chung với nhau, yêu nhau mà thay đổi nhau, sống cùng với nhau để vun đắp chỉnh sửa nhau các bạn nhé. Rất là mong là các bạn sau khi mà kết hôn cùng với nhau thì cũng sẽ nhìn nhận được những cái mặt tích cực của nhau để vun đắp hôn nhân. Còn những bạn nào mà sau khi kết hôn đã chia tay vì một lý do là bạn sai lầm trong cái cuộc hôn nhân trước, hoặc là bạn ly hôn vì có chồng ngoại tình, thì bạn cũng phải nên xây dựng mình trở thành một người phụ nữ đáng giá, sáng giá. Và bạn phải đưa mình vào cái thế lựa chọn chồng mà lấy. Đừng có ép mình vào một cái thế là mình đã lỡ có chồng, có con rồi không ai lấy đâu. Xin thưa với các bạn, tôi có chồng, có con, nhưng mà khi tôi kết hôn lần thứ hai tôi cũng rất là kén chọn. Tôi không phải là sợ ế nữa, tôi đâu còn sợ ế nữa. Thế nên là các bạn cứ bình tĩnh mà tìm kiếm đúng cho mình cái đối tượng, đạt được cái chỉ tiêu barem điểm của các bạn đưa ra thì các bạn hãy lấy làm chồng. Đừng có vội vàng để mà sai lầm liên tục xảy ra. Đi lần nào sai lần đó là không nên, mà nên chọn theo cái hình thức là đi bước nào cao bước đó bạn nhé. Rất là mong những người phụ nữ sẽ luôn được hạnh phúc trong tình yêu và trong hôn nhân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ sau.